thân không thể cảm giác, ý không thể biết, không ở tâm ý thức, không lìa tâm ý thức. Thiên vương nên biết đây là pháp tánh. Các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì thông suốt pháp tánh này nên tu hành thanh tịnh, thường hiện sắc thân ở thành ấp xóm làng các châu thiểm bộ của 3.000 đại thiên thế giới. Các thần hiện ra chẳng phải sắc, chẳng phải tướng mà hiện sắc tướng, tuy chẳng phải hoạt động cảnh giới của 6 căn mà giáo hóa hữu tình không dừng nghỉ, để nói rằng thân này vô thường vô ngã, là khổ bất tịnh. Biết các hữu tình có tánh vắng lặng nên thể hiện vô lượng thân hình, dùng phương tiện thiện xảo làm cho họ nhận lãnh sự giáo hóa, để biết tất cả thân đều không tác giả, không thọ giả, như gỗ đá vân vân, nên nói hạnh thanh tịnh cho các hữu tình. Các bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thông suốt pháp tánh như thế nên được tự tại không có di động mà phát sanh nghiệp trí tuệ, tự tại trong thần thông thể hiện các hành tướng, an trụ tự tại mà thường thể hiện các oai nghi, tự tại hướng đến trí nhất thiết tướng thông suốt tất cả pháp tánh. Thiền vương nên biết hành bát nhã ba la mật đa sâu xa được tự tại như thế là tướng vô tận ở khắp các chỗ không sắc hiện sắc, tự tại quan sát khắp tâm hữu tình thấy tâm tánh như thật, tự tại nhớ nghĩ vô biên vô số kiếp nối nhau chẳng dứt, biến hóa tự tại trụ tướng giải thoát. Tự tại lậu tận vì hữu tình nên chẳng chứng lậu tận, tự tại ra đời ở cảnh thắng trí, tự tại thâm sâu thành phần độc giác không thể so lường được, vì tự tại kiên cố nên ma không thể phá hoại được, ngồi tòa bồ đề thành tựu pháp tối thượng đệ nhất, tự tại tùy thuận chuyển pháp luân vi diệu, tự tại điều phục giáo hóa tất cả hữu tình, tự tại nhận lãnh ngôi vị và đường pháp tự tại. Thiên vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật thông suốt pháp tánh sâu xa nên được tự tại như thế, tu tự tại như thế nên được tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí, không còn lệ thuộc vào ba cõi. Vì sao? Vì xa lìa tất cả phân biệt hư vọng, phiền não ràng buộc chấp tướng điên đảo. Nếu muốn thọ sanh thì không còn ràng buộc thọ sanh tự tại, nếu muốn thị hiện diệt độ thì tùy theo sanh xứ của mình để thị hiện diệt độ, giữ gìn đại thừa và thành tựu Phật pháp. Ở trong mười phương tìm cầu Phật pháp chắc chắn không thể được, biết rõ tất cả pháp đều là Phật pháp không thường không đoạn. Vì sao? Vì tìm cầu pháp này không thể được, dùng lý như thật tìm cầu không thể được. Pháp này không thể nói có, nói không cũng không có danh tướng vượt cảnh giới này. Nếu lìa danh tướng tức là bình đẳng, nếu pháp bình đẳng thì không chấp trước, vì không chấp trước nên là pháp chân thật, nếu chấp chân thật tức là hư vọng. Vì chẳng chấp trước nên chẳng hư vọng, vì tâm không bị chấp trước nên vô ngại, vô ngại tức vô chướng tức không ngăn chặn, nếu pháp không ngăn chặn tức đồng với hư không, chẳng lệ thuộc vào ba cõi. Nếu tất cả xứ không còn bị lệ thuộc thì pháp này vô sắc, vô tướng, vô hình. Nếu pháp vô sắc, vô tướng, vô hình nên biết pháp ấy tùy theo cảnh giới kia, nhưng lìa sự biết và đối tượng để biết. Vì sao? Vì trong ấy không có một chút pháp nào để giác ngộ, có thể giác ngộ. Đó là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thông suốt bình đẳng. Thiên vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quan sát pháp sanh, đại từ đại bi đại hỷ đại xả hoàn toàn không thấy ngã, không thấy hữu tình, cho đến không thấy người biết và người thấy. Tùy hành bố thí nhưng không thấy có sự xả bỏ, tùy trì tịnh giới nhưng lìa giới tướng, tùy tu tập an nhẫn nhưng tầm vô tận, tùy tu tập tinh tấn nhưng lìa tướng ấy, tùy tu tập tịnh lự nhưng không có sự vắng lặng, tùy tu tập bát nhã nhưng không có đối tượng, tùy tu tập niệm trụ nhưng không chấp chặt, tùy tu tập chánh đoạn nhưng tâm bình đẳng, tùy tu tập thần túc nhưng lìa hí luận, tùy tu tập căn lực nhưng không phân biệt các căn của hữu tình và xa lìa lầm lỗi, tùy tu tập giác tri nhưng không phân biệt, tùy tu tập tri thánh đạo nhưng vô công dụng, tùy tu tập tịnh tín nhưng không chấp trước, trí tuệ tự nhiên nhớ nghĩ các pháp với tâm trí bình đẳng, tu tập các diệu định tâm không phân biệt, quan sát diệu tuệ tâm không ngừng nghỉ, tu tập quán chỉ tâm không có sự thấy, tu tập pháp quán tâm không có chỗ niệm, tu tùy niệm Phật tâm thông suốt pháp giới bình đẳng, tu tùy niệm pháp tâm không có chỗ trụ,
Tu tùy niệm tăng nên thanh tịnh bản tâm, giáo hóa hữu tình, không có tâm phân biệt. Tâm pháp giới bao trùm tất cả pháp, tâm như hư không trang nghiêm cõi Phật. Tâm không có chỗ chứng đắc đạt vô sanh nhẫn, tâm không tiến lùi đạt bất thối chuyển. Xa lìa tâm tướng không thấy có tướng, ở trong tam giới dùng tâm bình đẳng trang nghiêm tòa bồ đề. Tâm không có chỗ giác ngộ biết rõ tất cả pháp. Tuy chuyển pháp luân nhưng không thấy người nghe người nói, tuy hiện niết bàn nhưng biết bản tánh sanh tử bình đẳng. Thiền vượng nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sát các pháp như vậy nhưng không thấy sự quán, không thấy có pháp để quán nên được thần thông tự tại. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh nên thấy tất cả hữu tình thanh tịnh. Thiền vượng nên biết ví như hư không biến khắp tất cả, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy. Khi thuyết pháp này ở trong chúng hội có 84.000 trời người đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, 32.000 bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, 84.000 hữu tình xa lìa trần cấu sanh pháp nhãn tịnh, 12.000 bí xô diệt sạch các lậu. Khi ấy Phật bảo tối thắng, thiền vượng nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm được thanh tịnh thâm sâu như biển cả, phước đức trí tuệ không thể đo lường được, hay phát sanh công đức quý báu xuất thế hữu tình, sử dụng đạt đến bồ đề cũng không khô cạn. Phước đức bồ tát cũng không giảm bớt, giống như biển cả dành nhiều châu báu, trí tuệ bồ tát sâu xa khó vào được, thanh văn độc giác không thể vượt qua, thí như biển lớn thú nhỏ chẳng vào được, trí tuệ của bồ tát rộng lớn vô biên. Vì sao? Vì không chấp trước, không trụ, không sắc, không tướng, trí tuệ của bồ tát từ trước về sau càng thêm sâu rộng. Trước tiên là bồ đề tâm, về sau là trí nhất thiết. Pháp của bồ tát là vậy, không cùng ở chung với phiền não và bạn ác. Trí tuệ thế gian nếu vào trong biển trí tuệ của Phật thì chỉ là một tướng một vị, đó là vô tướng, đạt đến trí nhất thiết là vị không phân biệt. Trí tuệ bồ tát quan sát tất cả pháp không thấy thêm bớt. Vì sao? Vì đã thông suốt pháp tánh bình đẳng sâu xa. Năng lực đại từ bi của Bồ Tát chẳng trái với bản nguyện, là chỗ các bậc thánh nương tựa, để vì hữu tình thuyết pháp trong vô số kiếp không cùng tận. Này Thiên Vương, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đạt được pháp tánh sâu xa như vậy. Này Thiên Vương, Bồ Tát thông suốt hoàn toàn pháp thế tục, tuy nói các sắc nhưng không thật có, tìm cầu sắc ấy chắc chắn không nắm bắt được. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, tuy nói địa giới nhưng không thật có, tìm cầu địa giới không nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy, tuy nói nhãn xứ nhưng không thật có, tìm cầu nhãn xứ không nắm bắt được. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng như vậy, tuy nói sắc xứ nhưng không thật có, tìm cầu sắc xứ không nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như vậy, tuy nói ngã nhưng không thật có, tìm cầu ngã này không nắm bắt được. Đối với hữu tình cho đến người biết người thấy cũng như vậy, tuy nói thế gian nhưng không thật có, tìm cầu thế gian không nắm bắt được. Tuy nói pháp thế gian nhưng không thật có, tìm cầu pháp thế gian không nắm bắt được. Tuy nói Phật pháp nhưng không thật có, tìm cầu Phật pháp không nắm bắt được. Tuy nói Bồ đề nhưng không thật có, tìm cầu Bồ đề không nắm bắt được. Thiền vượng nên biết hễ có lời nói gọi là thế tục đế, đó chẳng phải là chân thật. Nếu không nhờ vào thế tục đế thì không thể nói thắng nghĩa đế. Bồ Tát thông suốt thì thế tục đế chẳng trái với thắng nghĩa đế. Do thông suốt nên biết các pháp không sanh không diệt, không thành không hoại, không đây không kia, xa lìa ngữ ngôn văn tự ý luận. Thiền vượng nên biết thắng nghĩa đế xa lìa lời tịch tịnh, pháp của cảnh giới thắng trí không biến hoại. Nếu Phật ra đời hay không ra đời thì tánh tướng vẫn thường trụ. Đây gọi là Bồ Tát thông suốt thắng nghĩa đế. Khi ấy tối thắng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không sanh không diệt, tự tánh trống không xa lìa, thì làm sao có Phật xuất hiện ở thế gian và chuyển pháp luân? Vì sao Bồ Tát đối với pháp không sanh mà thấy có sanh? Phật bảo tối thắng: Thiền vượng nên biết vì các pháp không diệt nên không sanh. Vì sao? Vì tánh không biến đổi, chỉ do người thế tục thấy có sanh có diệt, đó là sự thấy biết hư vọng không chân thật. Những Bồ Tát nào bằng phương tiện thiện xảo hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì thấy pháp nhân duyên, biết rõ thế tục đế là không, vô sở hữu, không bền chắc, không có mà tợ như có, như huyễn hóa, như ảo mộng, như âm vang,
như bóng dáng, như ảo ảnh, như quáng nắng, như việc biến hóa, như thành tấm gương, lay động chẳng yên, đều do nhân duyên sanh khởi. Các Bồ Tát này dùng bát nhã vì diệu quán sát các pháp không, nói rộng cho đến từ nhân duyên sanh khởi. Các Bồ Tát này tư duy, các pháp này thấy có sanh, có trụ, có diệt, do nhân duyên nào mà sanh, do nhân duyên nào mà diệt, tư duy như vậy rồi biết rõ như thật, do vô minh sanh các hành, do hành sanh thức, nói rộng cho đến do hữu nên có sanh, do sanh nên có lão, do lão nên có tử và ưu sầu khổ não, cho nên cần phải tu hành để diệt vô minh. Nếu diệt vô minh thì 11 chi còn lại lần lượt diệt theo, như thân đã diệt thì mạng sống đều diệt theo. Thiên vương nên biết, tà kiến ngoại đạo mong cầu giải thoát chỉ muốn đoạn tử, chẳng biết đoạn sanh. Nếu pháp không sanh thì không có diệt, ví như có người ném hòn đất vào sư tử đuổi người thì hòn đất tự rớt. Cũng vậy Bồ Tát chỉ đoạn sự sanh là tử tự diệt, ví như con chó chỉ đuổi theo đất mà chẳng biết đuổi người. Cũng vậy, ngoại đạo chẳng biết đoạn sanh thì không thể lìa tử. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì biết rõ nhân duyên sanh diệt của các pháp. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết pháp nhân duyên không, vô sở hữu, nên không sanh ngã mạn, sanh nhà giàu sang, không ngã mạn về giàu sang và tôn quý, sanh nhà nghèo hèn, tự biết nghiệp đời trước không được thanh tịnh lắm, được quả thấp kém, sanh tâm nhàm chán nên cầu xuất gia, nghĩ như vậy, thân tại được tạo thành do các nghiệp khác nhau, cần phải tu tịnh nghiệp để được thanh tịnh và cũng dạy người khác như vậy, tự cầu độ thoát và độ thoát cho người, tự cầu xuất ly và mở trói buộc cho người. Do đó phát sanh tinh tấn không còn lười biếng, ác pháp chướng đạo cần phải đoạn trừ, thiện pháp trợ đạo cần phải tăng trưởng, cần tu tinh tấn suy nghĩ thế này, ta mang gánh nặng, cần phải tự dè tất cả phiền não, độ thoát hữu tình, không nên lười biếng. Đối với sư trưởng thân cận, dù cho họ hiểu nhiều hay ít, có trí hay không, chỉ giới hay phá giới thì Bồ Tát đều tưởng như Phật, cung kính đồng học, tư duy ta đang nương thầy học tập, tu pháp lành chưa hoàn toàn, cần phải tu cho viên mãn, phiền não chưa diệt, cần phải đoạn diệt, giữ gìn pháp lành, xa lìa pháp ác để thành trí nhất thiết, làm dụng phước đại bi, thương xót tất cả thế gian. Bậc thiên nhân sư là thầy của ta, được thắng lợi hoàn toàn, tất cả trời người đều thờ pháp chủ làm đại sư. Các Bồ Tát này tư duy, Phật dạy giữ gìn tịnh giới, thà giết chết thân mạng chứ không phạm giới, Thế Tôn đã dạy. Tùy thuận giáo pháp của Phật tức là cúng dường Phật, Bà La Môn vân vân thí chủ cúng dường các thức ăn uống thì ta như pháp thọ dụng, đừng để người kia không được kết quả. Như vậy người cúng thí và người nhận đều được lợi ích. Bà La Môn vân vân vì dùng danh từ Sa Môn nên tưởng như phước điển của Bồ Tát. Bồ Tát phải đúng như lý, như lượng, tu hành chánh pháp thì hiển hiện công đức Sa Môn, công đức phước điển. Bồ Tát như vậy là tự tu hành và giáo hóa người không có dừng nghỉ. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thường tùy thuận thế gian, thấy kẻ giận dữ thì không khiêm nhường, thấy kẻ kiêu mạn thì tưởng vô ngã, thấy kẻ tà vậy thì tưởng chánh trực, thấy kẻ nói lời dối trá thì tưởng như thật, thấy kẻ nói ác thì dùng ái ngữ, thấy kẻ cứng cỏi thì thị hiện nhu hòa, thấy kẻ nóng giận thì sanh từ nhẫn, thấy kẻ theo pháp tà thì sanh đại từ, thấy kẻ khổ não thì sanh lòng đại bi, thấy kẻ san tham tật đố thì hành bố thí. Các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tùy thuận trí thế gian nên được sanh cõi Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì trì giới không thiếu khuyết, xa lìa tạp uế, tu tầm bình đẳng, ở chỗ hữu tình đầy đủ các căn lành lớn, không đắm trước danh lợi, có đức tin thanh tịnh, không có sự hư vọng, mong cầu,